Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp giữa chiếc wallet kết hợp với sàn Binance nè các bạn. Thì chương trình nâng cấp này dành cho 100 người chiến thắng nè. Thì phần giải thưởng như sau nè. Người chiến thắng bậc nhất thì nhận được 3 NFT vàng và 250 đô token TPKT nè. Và người chiến thắng bậc 2 nhận được 10 NFT bạc và 250 đô token TPKT nè. Và người chiến thắng bậc 3 nhận được 25 NFT đồng và 250 đô token TPKT nè. Người chiến thắng 4 thì nhận được 62 NFT và 250 đô token TPKT nè. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình mở link phong nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của ông follow tại Twitter và trên YouTube Wallet của nó nè. Giờ tăng 3 người bạn nha các bạn. Các bạn tắt chết lại đi. Rồi giờ đây con like các bạn chấp nhận như từ quýt nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn follow và gửi quýt cũng tăng 3 người bạn cũng tương tự nha các bạn. Đây mình đã chấp nhận như từ quýt cái nơi. Các bạn tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Bắt từ quýt lên nè. Sau đó các bạn download app Binance và ví chocolate của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn Z nè. Z nè. Các bạn chọn Z hết nha các bạn. Đây thì các bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain Z20 trên ví chocolate của tất cả các bạn nè. Submit you BNB. Rồi bạn dán vô đây nè. Rồi dòng này watch vô Binance UCID thì các bạn mở địa chỉ với sàn Binance của tất cả bạn nha mà các bạn nhập nhãn Amata nè. Các bạn copy của ID trên sàn Binance của tất cả bạn nè, trên app nè. Bạn dán vào đây nè. Tiếp tục dòng này thì bạn gỡ lên đường link tại Twitter của mình nè. Thì bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba cánh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Bạn sao chép liên kết nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi đáp án thì vừa để dưới phần link mô tả cho các bạn nha các bạn. 40-60 token full Bile. 40-6 đáp án B nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi các bạn bấm gỡ. Vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng từ 3 NFT đến từ sàn Binance và chocolate. Nên kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.